Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần phận sự của tâm. Trong phần phận sự của tâm này đó thì nó gồm có tất cả là 14 phận sự. Thì chúng ta đã ôn tập lại phần thứ nhất là tục sinh, cái thứ hai là hộ kiếp và cái thứ ba là tâm tử. Ba cái này nó có tương quan với nhau. Bởi vì tâm tục sinh này khi nó sinh ra đó, có một sát na nó làm cái nhiệm vụ là để cho một cái chúng sinh đó đi tái sanh. Sau cái nhiệm vụ này rồi thì nó làm cái chức năng hộ kiếp là nó đi theo suốt luôn cái cuộc sống để nó bảo vệ cái sự sống cho chúng sinh đó. Và cái chúng sinh này đó sẽ sống trong cái luồng nghiệp mà cái tục sinh nó là một cái tâm quả của nghiệp để nó hiển lộ ra một cái kiếp sống mới. Thì cái dòng nghiệp đó nó vẫn trôi chảy trong cái hộ kiếp này. Như vậy chúng ta sẽ thấy tiền kiếp và hiện kiếp có mặt ở đây. Và khi mà nó làm chức năng thứ ba thì chức năng tử, thì có nghĩa là một sát na tục sinh và một sát na tử, là coi như nó đã xong một kiếp sống. Như vậy ba chức năng đầu tiên của tâm là nó giúp cho cái chúng sinh này nó nối liền giữa cái tiền kiếp và cái kiếp sống hiện tại, thì nó gọi là thức tái sanh, hay còn gọi là thức nối liền sự sống. Và cái hộ kiếp này nó trôi chảy trong suốt cuộc sống và cuối cùng nó chấm dứt. Thì như vậy đây là một cái kiếp sống của một cái chúng sinh. Nó sẽ gồm có ba phần: tục sinh, hộ kiếp và tử. Bây giờ chúng ta đang nói tới cái phần số 4 trở đi, là tâm nó làm cái chức năng mà nó mở đầu cho một cái dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức đó có thể là cái lộ ngũ, có thể là lộ ý. Cái lộ ngũ này đó là nó khởi sinh một cái dòng tâm thức mà ta gọi là nhãn thức. Thì nó phải đi từ chỗ cái hoạt động của cái nhãn căn. Và cái khi mà nó hoạt động ở cái tai, tức là cái nhĩ căn đó, thì cái hoạt động nơi cái tai này khi nó tiếp nhận cái âm thanh thì nó sẽ phát sinh một cái thức, nó gọi là nhĩ thức, nhãn thức, nhĩ thức, rồi nơi mũi là tỷ thức, nơi lưỡi là thiệt thức, nơi toàn thân là thân thức. Và khi nào nó nằm trong cái căn ý thì nó gọi là ý thức. Như vậy chúng ta có 6 cái dòng tâm thức nó hoạt động trong cái kiếp hiện tại của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy trong cái kiếp sống này đó, thì nó có cái dòng sống, đây là nó sinh, đây là tử, đây là hộ kiếp. Thì đây là, nó gọi đây là hiện tại. Nó hiện tại này đó, thì cái đời sống tâm thức chúng ta đó có hai cái nguồn hoạt động của nó. Nó nhất là lộ ngũ, thay là lộ ý. Lộ ngũ gồm có 5. Và cái lộ ý thì nó bao trùm toàn thể. Cái lộ ngũ nó sẽ giới hạn trong cái phạm vi mà mắt có thể thấy, trong phạm vi tai có thể nghe, phạm vi mà mũi có thể ngửi, phạm vi lưỡi có thể nếm, phạm vi thân có thể xúc chạm. Nhưng cái ý môn này, cái lộ ý này đó, thì nó không giới hạn nơi đó, nó trùm phủ được hết. Thậm chí nó như thế này, cái lộ ngũ đó nó chỉ nằm trong cái cõi dục giới này thôi. Trong khi cái lộ ý á, nó có thể bắt cảnh dục giới, có thể bắt cảnh sắc giới, có thể bắt cảnh vô sắc giới, và có thể là cái cảnh siêu thế. Tùy theo cái sự rèn luyện và cái sự tu tập mà cái lộ ý nó có thể trùm khắp rất là lớn. Cho nên khi mà
chúng ta chưa có đi sâu vào giáo pháp thì chúng ta cứ ngỡ rằng những cái gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi ta nếm, thân ta xúc chạm, ta có thể cân đo đong đếm được thì đó mới là sự thật. Nhưng mà sự thật này nó nằm trong cái giới hạn của cái lỗ mũi mà thôi. Nó còn có một cái sự thật nữa đó là cái tâm của chúng ta có thể nhìn bao quát rộng lớn hơn. Và nó rộng lớn cho đến mức độ này là khi cái lỗ ngũ này nó chỉ tiếp nhận được cảnh trong hiện tại, trong khi cái lỗ ý á, nó có thể từ bắt được cảnh hiện tại, nó có thể bắt cảnh quá khứ và nó có thể bắt cái cảnh vị lai. Nó mạnh mẽ đến như vậy, nó lớn lao đến như vậy, nó rộng khắp, nó đi như thế. Thì nó không có bị hạn chế, nó không có bị giới hạn như là các cái căn mà nó thuộc về cái lỗ ngũ đây. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái kháng môn này khi có nó mặt, khi nó có mặt thì nó hoặc là khởi đầu cho lỗ ngũ, hoặc là khởi đầu cho cái lỗ ý, tức là một cái quy luật hoạt động để mà nó phát sanh cái dòng tâm thức của chúng ta, một cái dòng tâm thức mới. Nó xen vào trong cái hậu kiếp đây, hậu kiếp trôi chảy, và nó xen vào đây. Trong suốt cái đời sống chúng ta nó xen như thế, nó xen như thế. Lúc thì lộ ngũ, lúc thì lộ ý, khi là dòng hậu kiếp. Thì tâm chúng ta không có ngừng nghỉ cái sự trôi chảy của nó. Và đây, chúng ta sẽ gọi đây là một cái dòng sống. Dòng có nghĩa là nó trôi chảy. Và khi chúng ta thấy một cái dòng chảy là chúng ta thấy tính liên tục của nó. Chúng ta thấy cái tính toàn vẹn của nó. Chúng ta thấy cái tính tổng thể của nó. Nhưng mà khi chúng ta nói về cái bản thể của cái dòng chảy này thì cái thực chất của nó đó là nó sinh và nó diệt trong từng sát na. Như chúng ta thấy trên cái tấm bảng này đây, cứ một cái tâm này sinh lên thì nó diệt xong rồi nó làm duyên để mà sinh một cái tâm khác, rồi cái tâm khác này sinh lên diệt rồi làm duyên cho cái tâm khác, thì nó cứ đi trên cái dòng sinh diệt, nó xô đẩy nha, nó có một cái sự tiếp cận, nó xô đẩy nha. Giống như những cái gì mà ta phân tích về nước thì ta nói cái dòng chảy của nước chỉ là sự xô đẩy của những cái phân tử nhỏ nhất của cái nước mà thôi, chứ nó không có cái gì là một cái dòng cả. Chúng ta nhìn thấy cái dòng nói gì, chúng ta thấy cái tính liên tục của nó, vì chúng ta thấy một cái tổng thể là như vậy, vì chúng ta thấy cái sự toàn vẹn nó là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta phân tích ra thì nó là những cái phân tử rất là nhỏ, nó xô đẩy nhau, nó làm cái dòng chảy. Thì tâm chúng ta, một cái đơn vị tâm nhỏ nhất là một cái sát na, nó cũng sinh diệt và nó duyên với nhau để nó xô đẩy thành một cái dòng tâm thức trôi chảy trong cái đời sống của chúng ta liên tục như thế. Bây giờ hôm nay là chúng ta sẽ khảo sát cái phần mà nó thuộc về cái lỗ ngũ đây, nhưng mà chúng ta chưa có đi vào cái lỗ trung tâm, mà chúng ta ôn tập lại cái tên của nó, một số cái tên, một số cái từ ngữ chuyên môn, để cái khi những cái từ ngữ này chúng ta hiểu rõ rồi đó, thì khi mà sư cô trình bày lại cái lỗ ngũ và cái lỗ ý này đó thì chúng ta không cần phải lặp lại nữa, chúng ta nhớ rõ những cái này để khi trình bày là chúng ta có thể hiểu ngay, trình bày người ta hiểu ngay. Cho nên là cái phần này, cái phần ôn tập này mang tính chất là chúng ta chuẩn bị để chúng ta nói về cái lỗ ngũ và cái lỗ ý. Rồi chúng ta đang nói về nhãn thức đây. Khi chúng ta nhãn thức thì cứ nói nhãn thức thì chúng ta nói mắt.
mắt còn gọi là nhãn căn. Trong nhãn căn này nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất gọi là phù trần căn. Phần thứ hai là tịnh sắc căn. Phù trần căn đó là có nghĩa là nó là cái cơ quan thị giác. Xin lỗi, nhãn căn này là cơ quan thị giác. Phù trần căn này nó nói về cái hình thể của mắt. Và tịnh sắc căn này nó nói đến thần kinh mắt, hay còn gọi là thần kinh thị giác. Nó gồm có hai phần. Thí dụ như con mắt chúng ta nó tính từ cái lông mày rồi vô tới trong, rồi cái hình thể của mắt như thế nào, rồi trong đó là các cái phần cấu tạo từ bên ngoài, cấu tạo ở bên trong, nó có những cái phần mà nó thuộc về cái hình thể cấu tạo, hoặc là các cái cơ quan của mắt, hình thể cấu tạo của mắt. Thì nó có một cái phần vi tế nữa, cái phần thần kinh của sắc, của mắt. Thì như chúng ta hiểu rằng đó, cái nhãn căn của mình, tức là cái mắt của mình, nó là quả nghiệp của mình. Cho nên có người đó, về mặt hình thể đó, có người có hai con mắt đều nhau, có người có hai con mắt không đều nhau. Có người đó thì có con mắt màu xanh, có người mắt màu nâu, có người mắt màu đen, vân vân. Có người mắt tròn to, có người đó là cái mắt nó là cái giống như một cái hình oval chẳng hạn vậy, tức là cái hình thể về cái mắt khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, và cái cấu tạo về bên trong cũng khác nhau. Cho nên có những người cấu tạo được hoàn hảo, có những người cái cấu tạo nó không được hoàn hảo, thì cái đó nó là quả của nghiệp. Có người nói là vì tôi, vì cha mẹ tôi con mắt yếu cho nên là tôi sinh ra cũng còn mắt yếu, hoặc là nguyên cả một cái gia tộc tôi từ nhiều kiếp là cũng sinh ra là ai cũng mắt yếu hết, người thì cận, người thì loạn, vân vân. Thì khi mình nói cái đó là mình nói cái pháp thế gian. Còn mình nói về cái pháp mà nó thuộc về chân đế đó, thì mình phải hiểu rằng đó là nghiệp của mình, cho nên là mình sinh ra có cái cấu tạo về mắt, hình thể của mắt, màu dáng mắt là như thế. Và mình có mặt nơi cái người cha, người mẹ của mình, nơi trong cái gia tộc của cha mẹ mình, đó là cái duyên của nó phù hợp nhau cho nên nó có mặt. Nó gọi là đồng thanh tương ứng thì đồng khí tương cầu. Do cái nghiệp lực và cái duyên phước với nhau, người ta có mặt cho nên là nó hưởng cái sự di truyền đó. Thì nhìn nó là hưởng cái sự di truyền, nhưng cái thực chất là do cái quả nghiệp của mình nó phù hợp với lại cái gia tộc này, cho nên nó có mặt để mà nó tiếp nhận những cái nguồn đó để nó cấu tạo nên cái thân thể này. Ngay cả cái tâm tính mình cứ nghĩ là ồ đứa này giống cha, đứa này giống mẹ, thật ra là nó cũng không phải là từ cha từ mẹ ra, nhưng mà nó có sự coi như là tương tự với nhau, tương hợp với nhau, là do cái duyên nó phù hợp vậy, nó phải xuất hiện trong cái người cha người mẹ đó, trong cái gia tộc đó, nó là có một cái sự cộng nghiệp với nhau cho nên nó mới xuất hiện như vậy. Cho nên chúng ta sẽ có hai cái cách nhìn. Một cái cách nhìn trong pháp thế gian thì chúng ta là con của cha mẹ mình, chúng ta là người trong cái gia tộc này. Nhưng mà chúng ta nhìn về pháp chân đế đó thì chúng ta bắt nguồn từ quả nghiệp của mình và cái dòng nghiệp trôi chảy của mình đó, với tất cả những người thân có mặt trong đời sống của chúng ta đây đó, thì tất cả cái đó là một cái cộng nghiệp lâu dài cho tới bây giờ nó hiển lộ trong kiếp sống này. Và khi thân hoại mạng chung, chúng ta bắt đầu một kiếp sống khác, thì cái dòng nghiệp này nó vẫn trôi chảy và để cho những cái cộng nghiệp nó lại có mặt với nhau trong cái kiếp tới. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ rằng
cái tỉnh Sắc Căng này là một cái phần mà phải nói là quan trọng nhất trong cái cơ quan thuộc về thị giác đây, đó là cái sắc thần kinh. Và như chúng ta đã học trong cái phần về tâm tục sinh thì chúng ta thấy rằng là cái sắc pháp này đó, nó sinh ra là nó do nghiệp tạo nên đó. Nó có bốn cái nguyên nhân mà nó tạo nên cái sắc nghiệp. Thì trong đó đầu tiên đó, khi cái tâm tục sinh này mà nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ đó, thì 30 thành phần nó có mặt liền. 10 thành phần của 10 thành phần của sắc tính nam, sắc tính nữ. Tức là sắc na đầu tiên khi tục sinh đó, con trai con gái có rồi. Cái thứ hai nữa là 10 thành phần thuộc về sắc thần kinh. Là sắc thần kinh đã in hình cái một cái giống như cái hạt giống của nó, và nó sẽ phát triển theo cái hạt giống đó. Và cái phẩm chất nó đã có rồi, nó là quả của cái dòng nghiệp. Và cái thứ ba nữa là coi như là cái căn thân, tức là để cấu tạo nên cái thân thể này, người này cao hay thấp, mập hay ốm, người có khỏe hay không khỏe, vân vân, tuổi thọ nó như thế nào, thì nó đã từ cái sắc na tục sinh nó đã có mặt đầy đủ thế được. Thì như vậy chúng ta hiểu là cái tỉnh sắc căn này, sắc thần kinh này đích thị là quả nghiệp của chúng ta. Cho nên là có người sinh ra đó là đã mù mắt từ trong bụng mẹ, hoặc là sinh ra rồi đó thì con mắt kém hay con mắt không bằng nhau, vân vân. Rồi sau này nữa thì nói là nó có những cái yếu tố thuộc về tâm, nó cũng tạo nên sắc pháp, thấy không? Thời tiết cũng tạo nên cái sắc pháp, rồi cái dinh dưỡng, cái dưỡng chất nó cũng tạo nên sắc pháp. Và cái tâm nó sẽ dẫn dắt là cái chúng sinh này nó thích tivi quá, nó thích chơi game quá, thì con mắt của nó sẽ quậy nhanh hơn, thấy không? Nó ảnh hưởng đấy. Nếu người ta coi vừa phải, có khi có thì để cho con mắt nó còn có cái thì giờ nó nghỉ ngơi, nó hoạt động tốt, thì còn duy trì được con mắt lâu dài. Còn nếu không, không duy trì được. Như chúng ta thấy những cái cháu nhỏ nhỏ sau này đó, phần lớn gì đi đâu thì đều thấy nó đeo mắt kính. Và một cái bệnh phổ biến nữa mà ngày nay trong trường học cũng như cha mẹ ít có để ý đó, là nó ngồi sao cũng được đó, miễn nó đừng có quấy phá là được rồi. Không bao giờ người ta chú ý đến cái việc mà trẻ con vào ngồi ở trong lớp nó phải ngồi thẳng cái lưng lên, viết thì không được, ngẽo cái đầu qua một bên, tay cứ như thế nào. Thì bây giờ cái thầy cô giáo là không có kỹ lưỡng nữa. Lý do là không phải không thể kỹ lưỡng, nhưng mà lý do là không dám kỹ lưỡng. Bởi vì thời buổi bây giờ người ta không có thích mấy người khó khăn quá, mấy cái người chi ly quá, mấy cái người tỉ mỉ quá. Bây giờ sao cũng được cả, thành ra là người ta chấp nhận cái hậu quả của nó. Và trẻ mà nó bị về cái cột sống đó, cột sống cổ, cột sống lưng rất là nhiều, thì nó ngồi sao cũng được. Ngay cả lên cái bàn ăn cha mẹ còn không sửa nó, huống chi nói tới thầy cô giáo. Thành ra người ta không có thấy rằng là cái sắc thần kinh này, nó từ nơi cái cột sống, cột sống cổ, cột sống lưng, mà cái con mắt nó nằm ngay cái cột sống cổ nó điều khiển, nên nó cứ dòm như thế này, bước lên thế này, cúi nghiêng qua thế này, cúi xuống thế này, tất cả những cái đó đều ảnh hưởng cột sống cổ. Và như vậy thì quý vị không, tâm nó dẫn dắt thì nó vẫn tác động lên đây chứ không phải không có. Cho nên mình gìn giữ được cái con mắt này đó, đi theo mình cho đến khi mà đẩy nắp hòm được á, là phước báo. Còn nếu không nó cứ theo đó. Bởi vì nó có bốn cái yếu tố để mà tạo dựng nên sắc pháp. Thứ nhất là cái luồng nghiệp quý vị thấy rõ rồi, đúng không? Cho nên những người mày bị bệnh mắt các loại đó, nó cũng nằm trong cái phẩm chất của cái hệ thần kinh này. Có những người có cái sở thích ăn uống rất là lạ, lên mâm cơm mà là người nhà mà nấu thức ăn á, mà con cá mà nó chặt mất hai con mắt là không ăn.
ăn đầu tiên lên là khoét hai con mắt ăn trước. Ăn con gì cũng thích vậy. Một cái sở thích rất là lạ lùng nhưng mà có. Hoặc là quý vị đọc báo quý vị thấy là có những cái kẻ sát nhân nó khi nó giết ta xong rồi nó móc mắt, quỷ con mắt. Là vì nơi cái con mắt này nó có thể in hình những cái gì đang xảy ra. Thí dụ như cái người đó cầm dao giết cái người kia, bóp cổ người kia thì con mắt của cái nạn nhân nó in hình cái đó. Hồi đó lâu rồi đó, nói chuyện cũ, chuyện xa xưa, mấy chục năm về trước đó, thì khi một cái tai nạn xảy ra đó, cơ quan hình sự người ta có một cái loại thuốc, người ta lợi, người ta mở con mắt nạn nhân là ta nhỏ thuốc rồi, xong thì chụp hình ta thấy được. Còn bây giờ thì tinh vi hơn nhiều, không cần thiết phải làm cái chuyện đó, người ta có những cái phương pháp hay hơn. Thành ra cái kẻ sát nhân nó hủy hoại con mắt đi. Thì có rất là nhiều cái hành vi, nhưng mà nó sẽ hình thành nơi trong cái dòng nghiệp của những người này đó. Một cái sở thích lạ lùng, một cái ác nghiệp kỳ lạ như thế. Thì khi cái con đường luân hồi đó, thì cái tịnh sắc căn này không bảo đảm. Khi mình hủy hoại cái thân thể của chúng sinh khác như thế nào, làm người ta chết do đâu, thì cái người mà hành xử vậy đều biết rất rõ. Mà khi biết rõ, nhớ rõ là nó nằm trong cái dòng nghiệp của người này, và nó vậy sẽ in hình trong cái sắc thần kinh nói chung, và nó đi ra từng cái cơ quan trong cái cơ thể nói riêng. Cho nên không có đổ thừa ai được hết. Và khi như vậy, trong cái sắc thần kinh này đó, khi nó bị giống như là nó có cái sự xúc chạm, thì nó sẽ gây nên cái sự phản ứng. Và cái phản ứng đó không đi ra cái nghiệp cảm của mình. Mình thấy rõ như vậy để mà mình hiểu biết. Bởi vì nó khởi đi khởi lại nhiều lần, khởi đi khởi lại nhiều lần trong suốt cái kiếp sống của chúng ta, thì chúng ta nhận ra để chúng ta sửa đổi. Còn không, mình không nhận ra thì cái đó là một cái thiệt thòi lớn nhất cho mình. Khi mình không nhận ra, khi mình không biết thì nó sẽ hành hạ mình. Mình cứ tưởng là mình hành hạ người khác, nhưng mà không. Khi mình hành hạ người khác là chính là mình hành hạ mình trước. Do những cái ý xấu đó, nó khởi sanh, nó kết hợp vào trong cái dòng nghiệp của mình, nó làm khởi sanh lên những cái suy nghĩ tàn ác, những cái lời nói tàn ác, những cái hành động tàn ác. Thì tất cả nó đã phối hợp trong cái dòng nghiệp rồi, nó mới bùng ra. Rồi khi nó tạo nên một cái ác nghiệp nữa, thì nó làm giàu cho cái khối ở bên trong. Chúng ta phải nhận thức cái điều này. Người ta chỉ thấy có một điều đó là khi mà cái cơn giận của mình nó làm cho mình đó, làm thương tổn cái đối tượng, nó là cái nhân kích thích của mình đó, mình chỉ biết đánh trả thế thôi. Nhưng mình không hiểu rằng đó là tất cả những cái lực này đó, nó phát xuất từ ở bên trong. Từ nơi trong cái dòng nghiệp, từ trong cái cụ thể này nó khởi sanh lên, nó kết hợp để làm thành cái ma lực. Nó đánh ra bên ngoài, nó càng đánh nhiều chừng nào thì cái lực lượng ở bên trong nó càng tăng trưởng, nó càng mạnh chừng đó. Cho nên mình làm khổ mình trước, nhưng mình không thể. Vì quả chưa trổ sanh, nó sẽ trổ sanh đây. Trổ sanh trong sắc thần kinh đây. Và để khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thì do phẩm chất của sắc thần kinh này mà chúng ta sẽ có một cái sự tiếp nhận khác nhau, cái sự xử lý khác nhau, một cái thái độ đối phó khác nhau hoàn toàn. Không có ai dạy chúng ta cả, chúng ta tự dạy mình, chúng ta tự nói với mình và chúng ta tự hành động như thế. Còn cái người khác mà nói là dạy dỗ chúng ta, người khác suối biểu chúng ta, người khác khuyên răn chúng ta, chỉ là cái Phật mà chúng ta nghe bằng tai, chúng ta suy nghĩ trong đầu,
nhưng nó có trở thành là của mình, có hình thành là nó sát nhập vào trong cái nghiệp ứng nghiệp quả của mình hay không, đó là còn cái chuyện mình tiếp nhận hay không tiếp nhận. Mình tiếp nhận ở cái mức độ nào, ở ngoài da hay đi sâu vào bên trong, hay là tiếp nhận để mà làm thành cái dòng nghiệp của mình, thành máu, thành thịt của mình, thành tài sản của mình, thì cái đó là do cái mức độ mình tiếp nhận. Và tất cả những mức độ này cũng đều nằm trong sắc thần kinh nói chung. Vậy. Như vậy, khi chúng ta nói đến tất cả các cơ quan, sư cô giảng cái này nhiều, bởi vì đó là khi mình nói đến tai, nói đến mũi, đến lưỡi, vân vân, thì tất cả những cái đó nó cũng đều có cái căn bản là nó cấu tạo thành hai phần. Một phần là phù trần căn, một phần là tịnh sắc căn. Nó giống nhau chỗ đó hết á. Thành ra khi nói phần này xong, những cái phần sau thì chúng ta có thể lướt qua. Thì như vậy, khi mà cái phù trần căn này nó làm việc, nó mở con mắt ra để nó có thể tiếp nhận đó, thì nó phải luôn luôn phối hợp với cái tịnh sắc căn này. Nếu cái thần kinh sắc bị hoại thì con mắt không làm việc được. Thần kinh sắc bị rối loạn, cái tịnh sắc căn này nó rối loạn thì cái sự tiếp nhận nó không chính xác. Cái tịnh sắc căn này nó yếu thì cái sự tiếp nhận nó cũng mơ hồ, nó không có rõ ràng được. Như vậy là cái này, phần tịnh sắc căn này là cái phần chiếm cái phần quyết định của tất cả các cái thứ còn lại. Thì như vậy, chúng ta sẽ xem đây. Như vậy khi mà nó hoạt động á, thì nó phối hợp cả hai, nhưng cái phần tịnh sắc căn này là cái phần cốt lõi. Bây giờ chúng ta xem nha. Ở đây đó là sư cô đang nói về cái vấn đề mà cái hoạt động nhân quả của cái sự thấy. Chúng ta nói đạo Phật là đạo nhân quả, chỉ nói nhân quả là chủ yếu mà thôi. Thì bây giờ chúng ta xem đó, cái mà chúng ta thấy, mà chúng ta thường nói là chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy gì, hay là chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy. Bây giờ chúng ta cắt cái này ra. Chúng ta học chữ thấy thôi. Còn tất cả những cái phần này nó thuộc về ngã. Cái chủ yếu nằm ở chỗ thấy. Như vậy để thấy thì nó phải có cái hoạt động của nhãn căn. Tức là cái hoạt động của phần phù trần căn và tịnh sắc căn phối hợp với nhau làm một, cho nên nó gọi là nhãn căn. Thì chúng ta thấy đây, mặt thể là nhãn căn đây, nhãn căn đây. Thì như lần trước á, sư cô có nói rằng cái nhãn căn là khi chúng ta mô tả nó ở một cái thể tĩnh tại, tức là con mắt là nhãn căn thì nó sẽ gồm có hai phần, đúng chưa? Nhưng mà khi nó bắt đầu nó hoạt động, nó mở cửa ra thì cái nhãn căn này trở thành nhãn môn, nó mở cửa ra để nó tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì? Nó tiếp nhận cái sắc cảnh sắc. Nó tiếp nhận cái sắc cảnh sắc. Chúng ta thấy cây cối, chúng ta thấy núi non, nhà cửa, thấy con người vân vân. Thấy màu xanh, màu hồng, màu trắng thì ở đây nó gọi là sắc cảnh sắc. Như vậy mắt chúng ta sẽ tiếp xúc với sắc cảnh sắc. Đây là mắt. Cái hoạt động của nó như thế này. Mắt nó phải thấy cảnh sắc. Như vậy cảnh sắc này xuất hiện. Cái này nó chính là cái cơ quan tiếp nhận đây. Và cái cảnh sắc này đó, nó là cái đối tượng.
Mà cái đối tượng này mang tính chất kích thích. Như vậy, khi mà mắt hướng về cái cảnh sắc đó, thì cái môn đây nó mở cửa nè. Và như vậy nó làm cái công việc, nó gọi là tiếp cận hay là giao lưu. Hai con đường, cái hình ảnh này đi vào trong mắt, mắt tiếp tục tiếp nhận, hai bên cứ đi qua đi lại, nó gọi là xúc. Đây là xúc. Cho đến cái mức độ nào thì cái hình ảnh này đó là coi như nó được cái mắt thu nhận đầy đủ, thì khi đó nó sẽ phát sinh cái thấy. Thấy đây chính là thức. Mà cái thức mà để thấy đây á, nó gọi là nhãn thức. Công việc của nhãn thức chỉ để là thấy mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ thấy đây. Mắt này đó, nó là cái nhân, nhân tiếp nhận. Cảnh sắc này cũng là nhân, nhưng nó là nhân kích thích. Do nhờ cái xúc, do nhờ xúc, nó hoạt động đến cái mức độ nào đó thì nó sẽ phát sanh lên thức. Thức này nó là thức quả. Như vậy, đây là nhân tiếp nhận, đây là nhân kích thích. Nó có cái duyên, nó nối nhau bằng xúc, thì nó sẽ tạo nên cái quả. Cái quả đó là thức, thấy. Thức là để thấy biết. Chỉ thấy biết thôi mà thôi. Nó chưa tạo tác cái gì hết. Cái nhiệm vụ của nó, thấy bằng thức quả đấy. Và khi chúng ta nói chữ quả, thì lập tức chúng ta sẽ thấy có quả thiện và có quả bất thiện. Như vậy khi chúng ta thấy đó, chúng ta thấy bằng tâm quả, thức quả. Như vậy khi chúng ta thấy cái gì thì tức là chúng ta thấy cái quả của mình. Và cái quả đó luôn luôn nó có hai nhánh. Một cái nhánh là thuộc về quả thiện và nhánh thuộc về quả bất thiện. Và khi cái thấy như vậy đó, để mà đưa đến cái sự tiếp nhận cái quả này đó, thì phần lớn chúng ta đó đều thấy không hết. Và có khi đó là thấy nó trớ trêu, cho nên người ta gọi nó là ngộ nhận. Tức là tưởng là như vậy mà nó không phải là như vậy. Bây giờ mình sanh ra một cái đứa con, khi cái người sản phụ mà thấy đứa con mình nó chào đời, nó khóc lên đó, trông thấy như thế đó, thì cái trong lòng của người mẹ này rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Và thấy cái đứa con mình thật là dễ thương, nuôi càng lớn nó càng dễ thương. Thì cái đó là thức quả thiện của mình. Và cái trong cái tâm của mình á, mình rất là hoan hỷ. Thì thấy rõ chưa? Nhưng cái đâu biết một cái ngày nào đó nó sẽ không như thế nữa. Khi nó không còn thấy cái gia đình với cha mẹ anh em đây là cái niềm vui nữa, mà cái niềm vui nó nằm trong cái những cái buổi chơi game, nằm trong cái nhóm bạn bè. Và chỉ duy có một điều duy nhất mà chúng nó kết hợp với nhau đó là sự hưởng thụ. Hưởng thụ nhiều thứ, hưởng thụ bằng nhiều cách khác nhau. Và cái thế gian này, chúng sinh sinh ra trong cõi dục này, không có gì quyến rũ bằng hưởng thụ cả. Cho nên cái môi trường là cha mẹ, là anh em đây, cái môi trường đó
nó nhàn nhạt rồi, nên phải đi hưởng thụ. Thì cái khi đó đó, cái trông thấy này đó, thấy con mà buồn, thấy cái đứa con mà buồn đây, à, cái tâm nó khởi lên là cái tâm sân không có vui vẻ. Mà thấy con mà lo lắng, thấy con mà không biết cái ngày mai nó sẽ ra sao. Ngày mai của nó và ngày mai của chính cha mẹ ở đây không biết sẽ ra sao. Nó tâm trạng buồn. Thành ra đó, khi mà người ta nhìn thấy đó, thì có thể là thiện, có thể là bất thiện. Nam nữ gặp nhau cũng vậy. Mới nhìn phải có thiện cảm chứ. Không có thiện cảm thì sao tiếp xúc lâu dài. Từ cái thiện cảm đó mới nối kết nhau. Như về chung sống nhau thì thấy rõ, biết rõ nhiều thứ nữa nó không hợp nhau. Thì nó mới sinh ra cái chuyện mà coi như là nó, những cái bánh răng cưa này không còn khớp với nhau nữa thì nó lệch hoàn bên. Thì cái guồng máy này nó đâu có chạy tốt nữa. Nó lệch lạc rồi. Thành ra người nào cũng buồn. Vì nó không thích hợp, nó không phù hợp với nhau nữa. Cái tính cách nó không phù hợp, nó lệch hoàn bên. Bây giờ biết trách ai, đâu có trách ai được. Tại vì cái duyên phước với nhau nó không có gắn kết được, cho nên là nó lệch. Nó lệch cái đường mà nó làm cho vận chuyển cái gọi là cái con đường hạnh phúc gia đình á, thì nó trật qua một bên là nó không có phù hợp với nhau được nữa, cho nên nó lệch lại. Cho nên nhìn bằng cái quả, thấy bằng cái quả. Như vậy chúng ta sinh ra trong cái đời này để chúng ta đón nhận cái quả của mình. Và quả thiện hay bất thiện là do chúng ta tạo ra này. Năm cái thức bất thiện mà năm cái thức thiện phát sanh. Có cái gì mới đâu. Chúng ta tiếp nhận bằng quả. Liền khi mà con mắt chúng ta mở cái môn nó ra, thấy không? Thì nó tiếp nhận được cái cảnh này. Để cho thức phát sanh, thì thức này là quả. Nó chạy trên cái nhãn môn nè, bây giờ tới nhãn vật. Khi nó hoạt động như thế, thì khi bắt đầu đó là những cái cảnh này hoạt động trên nhãn vật để cho thức phát sanh, thì cái này đó nó trở thành là cái hoạt động nhân quả nằm đây. Không có gì khác hơn cái hoạt động của nhân quả cả. Như vậy chúng ta tiếp nhận bằng quả. Không những chúng ta tiếp nhận cái quả là cảnh sắc, mà cái thức chúng ta tiếp nhận đây cũng tiếp nhận bằng thức quả. Và mắt chúng ta nè, từ phù trần căn cho định sắc căn cũng là quả. Như vậy đây là hoạt động của nhân quả. Vậy thấy rõ chưa? Đâu có thoát ra được đâu. Bây giờ chúng ta nhìn trên cái bảng này, chúng ta sẽ thấy đây, cái trình tự này rồi chúng ta sẽ học ở đây. Như vậy chúng ta thấy đây, khi mà cái nhãn căn thì đây nó là cảnh, khi nó tiếp nhận, nó do xúc làm duyên thì nhãn thức phát sanh. Nhãn thức này là sắc pháp, xin lỗi, nhãn căn này là sắc pháp, cảnh sắc này cũng là sắc pháp. Và nó là nhân, thì cái nhân này là nhân tiếp nhận, cái nhãn căn là nhân tiếp nhận. Còn cái cảnh sắc này đó, nó cũng là nhân, nhưng mà nó là nhân kích thích. Và cái hai cái nhân này, khi cái duyên của nó kết hợp với nhau thì nó tạo thành cái quả. Thì nó biểu hiện ra, nó hiển lộ ra cái hoạt động của cái nhân kích thích và cái nhân tiếp nhận ở đây. Nó sẽ tạo thành cái quả. Quả này chính là thức quả. Thì chúng ta tóm lại trong cái phần dưới này nữa, thì chúng ta thấy đây là nhân. Nhân đây, nhân tiếp nhận. Đây là nhân là nhân kích thích. Cả hai đều là sắc pháp. Nhân tiếp nhận cũng là sắc pháp. Mà nhân kích thích nó cũng là sắc pháp. Hai cái này là nhân. Do xúc mà nó tạo nên cái sự nối kết lẫn nhau, thì cái đó gọi là cái duyên. Thì nó sẽ phát sanh ra một cái thứ ba, cái đó là thức quả. Thì khi như vậy đó, chúng ta làm sao có thể nói là tôi thấy.
Làm sao có thể nói là chính tôi thấy? Làm sao có thể nói là tận mắt tôi thấy? Mặc dù cái cách mô tả này, cách mô tả nói là chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, nó là sự thật, không có nói láo không? Nhưng nó là cái sự thật tương đối, nó là pháp tục đế, nó không phải là pháp chân đế. Pháp chân đế không nói đến cái phần ngã này, nói đến cái thấy. Và thấy là cái hoạt động của thức quả. Và nếu như chúng ta không có biết cái điều này, chúng ta không biết rằng cái sự thấy này nó là hoạt động của nhân quả, thì cái đó là vô minh. Còn khi nào chúng ta thấy được cái hoạt động của cái thấy biết này đây đó, nó là hoạt động nhân quả, thì chúng ta sẽ không còn nói rằng chính tôi thấy, nói là chính mắt tôi thấy. Mặc dù tôi thấy rõ ràng, chính mắt tôi thấy rõ ràng, nhưng mà cái tôi nói đây á, là đây là cái quả thức thấy. Bởi vì hoạt động này hoạt động nhân quả, mắt tôi đây cũng là quả của tôi mà. Bao nhiêu cảnh, bao nhiêu người, bao nhiêu thứ, mà tại sao chỉ có cái thứ này nó làm cho tôi thao thức nhớ nhung hoài vậy? Thấy cái áo này về mua không được, thao thức hoài, nhớ nó hoài, thấy không? Thấy cái xe này không mua được, thấy cái người này mà không kết bạn được, thì trong lòng nó thao thức, nó nhớ nhung. Vì nó đã thấy lại cái người cũ, việc cũ của nó, cái mà nó đã từng ưa thích, bây giờ xuất hiện trở lại, làm sao nó không nhớ nhung được. Nó tái lập lại những cái cảm thọ cũ đã đi qua trong quá khứ. Quá khứ này có thể nằm trong kiếp này, quá khứ này có thể nằm trong nhiều kiếp trước, trong vô lượng kiếp trước. Cho nên mỗi người nó khác nhau hết. Tất cả những cái vật dụng, đồ dùng ở trong nhà, mỗi người mua sắm, nếu được phép, thì người ta sẽ mua sắm như ý mình. Bởi vì cái đó, cái món đó ta trông thấy vừa ý quá, không thể mua được. Có thể người khác cho cái đồ tốt hơn, nhưng không vừa ý để hoàn bệnh. Cái mình vừa ý mới sử dụng. Tại sao mình vừa ý? Tại vì mình đã từng sử dụng rồi. Tiền kiếp mình đã từng sử dụng nó rồi, nên mình thích. Chúng ta hãy tìm thấy trong những cái sở thích hiện có mặt trong đời sống chúng ta đây, nó luôn luôn là nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Những cái cảm thọ hỷ lạc, những cái cảm thọ thuộc về khổ ưu, nó cũng đều trở từ trong tiền kiếp cho đến bây giờ. Cho nên chỉ khi nào chúng ta thấy rõ, biết rõ nó, thì chúng ta mới có thể chuyển đổi được. Chỉ khi nào thấy rõ, biết rõ mới có thể từ chối nó được. Còn khi chúng ta chưa thấy rõ, chưa biết rõ, thì chúng ta không thể chuyển đổi và không thể từ chối nó. Mà nó chính là chủ nhân hoạt động, điều khiển trong tâm cho ta. Cho nên chúng ta mới nói tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi đã thấy. Xác định 100% như vậy. Và sự thật nó là như vậy. Nhưng cái sự thật tương đối mà thôi, nó không phải là cái sự thật tuyệt đối. Chúng ta nhầm lẫn ở chỗ này. Cái đau khổ chúng ta là chúng ta không nhận ra bản thể của các pháp, nhưng chúng ta biết rất rõ hiện tượng pháp mà không thấy bản thể pháp. Vì vậy chúng ta cho rằng cái hiện tượng pháp này là bản thể pháp. Do đó chúng ta nhầm lẫn. Và chúng ta nhầm lẫn trong nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cho nên bao giờ mà chúng ta học hiểu cái điều này, và chúng ta thử ứng dụng để thấy rõ cái điều này, và càng thấy rõ, càng thấy rõ, thì cái chuyện chúng ta chuyển đổi, cái chuyện chúng ta ly nó đi, cách ly nó đi, từ bỏ nó đi, xóa nó đi, diệt nó đi, thì chuyện đó mới có thể phát sanh. Còn không, không thể phát sanh được.
không phải mù con mắt, không phải nhắm con mắt lại mà không thấy. Tại vì nhắm con mắt lại, mù con mắt đi thì không thấy những cái trong hiện tại. Nhưng cái thấy này nó vẫn thấy bằng tâm. Hồi nãy sư cô có nói là nó có sáu mà. Cái ý căn á, không? Nó phát sinh ra cái sự hiểu biết của ý, của tâm á, thì nó rộng khắp. Cho nên mù con mắt vẫn thấy, thấy bằng tâm. Và cái thấy bằng tâm nó vẫn chở theo cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp. Và cái thấy bằng tâm á, là nó do rất là nhiều cách. Hồi tưởng cũng có, liên tưởng cũng có, tưởng tượng cũng có, ảo tưởng cũng có, loạn tưởng cũng có, cuồng tưởng cũng có, đầy đủ. Cho nên khi nào mà chúng ta không nhận ra rằng cái hoạt động để đưa đến cái sự thấy đây, để đưa đến phát sanh cái thức quả đây là một cái hoạt động thuộc về nhân quả, thì cái chừng đó nó là vô minh. Và khi cái vô minh đó thì nó phát sanh lên cái tà kiến, nó thuộc về đó là nói rằng là cái ngã, tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, đây là tà kiến, nó lệch lạc. Đây, nó là vô minh, nó là tà kiến, hai cái này đi với nhau. Và vô minh tà kiến thì nó sẽ sản sinh ra những cái pháp bất thiện như chúng ta thấy đây. Khi mà cái vô minh này với cái tà kiến này nó phát sanh lên á, thì nó sẽ cái trong tâm mình diễn ra cái pháp bất thiện. Cái pháp bất thiện đó là nó sẽ dẫn dắt cho mình đó là mình ưa thích cái đối tượng này hay không ưa thích cái đối tượng này. Ưa thích và dính mắc vào thì đó là tâm tham phát sanh. Thấy khó chịu với cái cảnh này, không muốn nhìn, không muốn thấy nó nữa, không ưa nó, thì cái đó là tâm sân phát sanh. Còn khi nào mà chúng ta nhìn đúng đắn cái cảnh sắc này nó xuất hiện, cảnh này ra sao? Đẹp có thể nói đẹp, xấu có thể nói xấu. Cảnh này khi xuất hiện trong tâm chúng ta, nó mê hoặc trong tâm chúng ta làm sao chúng ta thấy. Và nó làm chúng ta đó bực bội trong tâm làm sao chúng ta thấy. Thì cái thử thấy đó chính là cái tuệ giác đã phát sanh. Vì vậy chúng ta nhìn bằng tuệ. Chúng ta xem cái cảnh sắc này bằng tuệ giác. Thì cái thấy biết chúng ta khác. Khi thấy biết khác thì sự ứng xử khác. Nó không giống như là những cái mà chúng ta đã bị cái quả nó chi phối. Thì khi chúng ta thấy bằng thức quả đây, ngũ song thức, thì đây nếu mà cái này là cái kháng ngũ môn này nó là kháng nhãn môn, thì đây nó sẽ là nhãn thức. Nếu nhãn thức này thiện thì tiếp thọ cũng thiện, quan sát cũng thiện, và cái phân tích này thì độc lập, cái phân đoán này thì độc lập. Nếu như cái kháng nhãn môn này mà nó đi tới cái ngũ song thức này đó, thì cái nhãn thức này là nhãn thức bất thiện, thì tiếp thọ bất thiện, quán sát bất thiện. Còn cái phân đoán này vẫn là duy tác, tức là nó mang tính chất khách quan. Tới đó thì nó hoạt động thôi, chứ nó không có tạo tác một cái gì cả. Thì nó sẽ hình thành nên cái dòng nghiệp mới, đó là cái dòng tâm thức. Như vậy chúng ta thấy đó là cái hoạt động của mắt thấy. Như vậy khi mà cái mắt của chúng ta mà hoạt động đó, thì chúng ta nhớ thế này. Nó sẽ có bốn cái nhân để mà phát sanh cái nhãn thức đó. Là thứ nhất đó là chúng ta phải có cái con mắt, hay nó còn gọi là cái nhãn vật. Cái phần thứ ba đó nãy chúng ta nói đó, nhãn môn nè, đây là nhãn vật. Thì cái nhãn vật này đó là nó, tức là cái bộ máy của nó, từ cái phù trần căn tới tịnh sắc căn, nó phải có tính chất hoàn hảo, tức là nó tốt,
nó không bị bệnh tật chi phối, nó không bị cái cấu tạo lệch lạc chi phối, nó không bị cái sự khiếm khuyết chi phối, mà nó phải hoàn hảo từ cái phù trần căn cho đến tịnh sắc căn. Thì cái đó là cái đề nghị, cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai á, là cái đối tượng của nó, là cái cảnh sắc nó phải có hiện ra rõ ràng. Và cái thứ ba nữa là nó phải có ánh sáng mới có thể thấy được, còn không có ánh sáng thì không thấy được. Và cái điều kiện thứ tư thuộc về tâm là mình có muốn thấy không? Mình có chú ý để thấy hay không? Mình có tác ý để thấy hay không? Mình có chủ tâm muốn thấy hay không? Thì khi mình có cái tác ý muốn thấy, có cái chủ tâm muốn thấy, có cái sự chú ý để thấy, thì cái khi đó thành tựu bốn cái điều kiện này thì cái sự thấy nó mới phát sanh. Như vậy chúng ta thấy là nó phải có cái ánh sáng, không có ánh sáng không thấy được. Cái bàn tay của mình để vậy, nếu mà cái trời nó tối đen không thấy, để vô sát về nó không, cái ánh sáng nó không xuyên qua được cũng không thấy. Chừng là mình thấy được là khi nào có cái ánh sáng xuyên vô, nó rọi ra mới thấy được, còn không có ánh sáng không thấy được. Như vậy cái thấy mà thuộc về cái nhục nhãn này á, nó có tới bốn điều kiện. Chúng ta ôm một chút về cái vô minh và cái si. Cái này sư cô giảng rất là nhiều lần, chỉ là ôn lại thôi. Khi nào trong tâm của chúng ta cái tuệ giác nó không phát sanh thì cái vô minh nó phụ trợ. Cũng như mình nói thế này, khi nào không có ánh sáng thì bóng tối sẽ phủ trùm khắp nơi. Còn cái si đó, thì cái nơi nào mà nó quần tụ lại cái phần tối nặng nhất, nó kín mít lại, thì cái đó nó là si. Và trong chú giải có dùng cái hình ảnh đó, một cái bầu trời đầy mây, đó là vô minh. Và cái chỗ nào mà mây nó quần lại, nó làm thành cái sắc đen, sắc xám, nó tối tăm ở trên cái vùng đó thì nó gọi là si. Như vậy khi cái vô minh nó tích lũy lại nặng nề, dày gọm lên và nó che khuất cái trí tuệ của mình thì khi đó gọi là si. Như vậy si sẽ có mặt trong tất cả các cái pháp quế nhiễm, là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, là 12 cái pháp bất thiện đó thì si có mặt. Cũng có nghĩa là vô minh có mặt luôn. Chỉ vậy, trong cái bản này sẽ nói chúng ta biết thế nào là vô minh. Thì đây vô minh được định nghĩa đây. Nó có hai cái định nghĩa thôi, không có nói cái này điểm chánh yếu thôi. Vô minh là không biết tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thứ nhất, vô minh là không biết cái nhân quả. Còn nói chi tiết hơn đó, thì khi mà vô minh mà không biết tứ đế đó, thì mình sẽ thấy tứ đế nó gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nó chia làm hai cặp. Khổ này là quả, tập đây là nhân. Xin lỗi, đúng rồi, khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, mà đạo là nhân. Cái đạo là nhân này á, nó nói đến cái phương pháp tu tập như thế nào mà để có thể là chấm dứt sự cái đau khổ. Như vậy nó đi đây là cái cặp nhân quả nha. Trong tứ đế đi bằng cặp nhân quả. Còn khi mình nói đó là vô minh là không biết nhân quả, thì chúng ta phải diễn tả thế này mới thấy rõ. Vô minh là không biết là tất cả các pháp phát sanh đều có nhân, các pháp hữu vi khi phát sanh lên đều có nhân. Và đó, khi có nhân thì nó phải có quả.
hệ nhân sinh lên thì nó sẽ tạo ra cái quả, nó làm duyên để tạo ra cái quả, nó đi cái cặp nhân quả. Vậy phải biết nhân, phải biết quả, và phải biết nhân quả là cái luật nó hoạt động đó nha. Hay đó, nó còn gọi là biết nơi quá khứ, biết hiện tại và biết vị lai. Hiện tại là khi chúng ta tiếp nhận cái quả thì liền á, chúng ta biết cái quả này nó có mặt là do có nhân, nó có cái nguyên nhân, nó có nhân này. Cái nhân trực tiếp nó nằm trong hiện tại, và cái nhân gián tiếp nằm trong quá khứ. Như vậy cái nhân trực tiếp hay còn gọi là nhân hiện tại trực tiếp, và nhân gián tiếp nó thuộc về cái nhân hiện tại và nhân quá khứ. Thường song thường đó là chúng ta chỉ xét thấy cái nhân hiện tại mà không thấy nhân quá khứ. Như vậy nhân quả phải biết quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy nơi cái hiện tại này, nơi cái hiện tại mà chúng ta đã ứng xử đây, thì nó là cái nhân để nó trổ quả trong ngày vị lai. Như vậy trong cái đời sống chúng ta đó, có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Tất cả những cái này nó trôi chảy theo con đường nhân quả của nó. Những gì trong hiện tại chúng ta tiếp nhận thì đó là quả. Quả nó có thể quả trực tiếp và quả gián tiếp. Quả trực tiếp có mặt trong hiện tại, quả gián tiếp có mặt trong quá khứ. Và tất cả những gì ngày hôm nay chúng ta tiếp nhận và chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý, chúng ta có thái độ với nó, chúng ta có quyết định với nó, thì đó là cái nhân ngày hôm nay chúng ta gieo để nó trổ quả. Cái quả có thể trổ trong hiện kiếp. Trổ trong hiện kiếp nó có hai thứ. Thứ nhất trổ liền trong tâm, và cái thứ hai nó nối kết với cái môi trường sống ở bên ngoài, thì nó hiển lộ ra cái quả trong hiện kiếp. Còn có những cái á, nó trổ trong tâm, nó ủ cái mầm đó và nó chờ để nó trổ xanh trong ngày vị lai. Cho nên mới nói là trong cái bài kinh mà mình, đoạn kinh mà mình tụng đó, vì đoạn tận ngủ ngầm trong ngày vị lai, phải không? Cái nguyên cái câu đó sao rồi? Do phước báo chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt bỏ những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nếu mà mình tạo nên cái phước thiện, hoặc là mình tạo nên cái phước trí, thì sự có mặt của phước thiện và phước trí đó, nó làm cho những cái pháp ô nhiễm không có thể khởi sanh được. Và như vậy nó sẽ đoạn trừ được tất cả những cái pháp mà gọi là ngủ ngầm, những cái pháp tùy miên, mà nó sẽ trổ sanh trong cái những cái kiếp kế tiếp. Cho nên là mình hiểu biết, mình sáng suốt thì mình hiểu rằng tất cả những cái hoạt động trong cái đời sống của mình đều là chỉ nhân quả mà thôi. Cho nên đạo Phật là cái đạo, nếu nói rút gọn là cái đạo nói về nhân quả. Rồi mình giảng cho nó nới ra một chút thì mình sẽ nắm được những điểm chính xác này. Rồi từ từ chúng ta sẽ mở sâu hơn nữa, chứ không có dừng lại ở đây đâu. Nó đi từng lớp một, chúng ta khảo sát nó thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là sâu. Thì chúng ta thấy nè, hồi nãy chúng ta nói đây là có vô minh và có tà kiến. Vô minh bởi vì chúng ta không biết rằng cái thấy phát sinh là do hoạt động của nhân quả, thì đó là vô minh. Và chúng ta cứ xác định trong cái pháp tục đế, thành pháp chân đế đó, là nói là tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, và coi đó là một cái chân lý tuyệt đối, thì cái đó nó sẽ trở thành là cái tà kiến. Và cái vô minh tà kiến này khi mà nó xuất hiện đó, thì nó làm cho cái chánh niệm không có mặt được. Và chánh niệm không có mặt đó, thì lục căn, sáu căn chúng ta, năm cái căn thuộc về lộ ngũ đây và một cái căn thuộc về lộ ý đây, làm cho tất cả lục căn chúng ta trở nên phóng túng. Mà phóng túng đây có nghĩa là
si phong dật. Lục căn phốc thức thì pháp bất thiện phải có mặt. Mà pháp bất thiện có mặt thì luôn luôn có mặt của si. Bởi vì tham thì có nhân si và nhân tham, sân thì có nhân si và tham, si thì có nhân si. Vì như vậy đó, khi lục căn phóng túng, có nghĩa là lục căn phóng dật thì si có mặt. Lục căn phóng dật thì pháp bất thiện có mặt, có nghĩa là si có mặt. Mà pháp bất thiện có mặt, có nghĩa là sáu cái triền cãi này có mặt, có nghĩa là si có mặt. Sáu cái triền cãi nằm đây là tham dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và vô minh cái. Nào sáu triền cãi đây. Sáu triền cãi này không giải được, nó sẽ trở thành là kiết sử đây. Kiết sử. Và những kiết sử này đưa đến luân hồi. Con đường của nó đi là như thế. Và để khắc chế nó đó, người ta sẽ dùng định để mà lắng xuống những cái tham dục, dùng hỷ để mà lắng xuống cái sân độc, dùng tâm để mà làm cho hôn trầm và thủy miên đó biến mất, dùng lạc để đối lại với trạo hối, và dùng tứ để mà coi như đẩy lui cái hoài nghi, dùng trí tuệ để cho vô minh ra đi. Đó là tất cả những cái phương cách mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập đó, để cho đó cái vô minh nó không có xuất hiện trong đời sống chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải tập để mà trông thấy, hiểu biết những cái hoạt động này. Để khi chúng ta nói tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, thì chúng ta phải hiểu cái giới hạn của nó, cái tương đối của nó. Đúng là mắt tôi thấy, đúng là tôi thấy chứ không phải nghe ai nói. Đúng là tận mắt tôi chứng kiến, coi đi coi lại đàng hoàng, đúng vậy. Chuyện đó là sự thật. Nhưng nó có một cái sự thật chi phối cái đó nữa đó. Là mình nhìn bằng cái con mắt của mình thì cái phù trần căn của mình ra sao, cái tịnh sắc căn mình ra sao. Cũng như bây giờ quý vị dùng cái kính viễn vọng, mà bây giờ cái kính này nó cũ quá, nó nhìn lên thấy khác. Mà cái kính nó mới, nó tinh vi hơn, nó thấy khác. Cái kính thô thấy khác, mà cái kính mà nó gọi là nó mới ra đời đó, thì cái tầm nhìn của nó, cũng như là cái góc độ nhìn của nó, cũng như là cái lực nhìn của nó, thì nó khác biệt, thì nó sẽ cho cái kết quả khác nhau. Cho nên phải nhìn thấy cái sự tương đối đó, để mà còn lắng nghe, để mà còn suy nghĩ, để mà còn tìm hiểu, để mà còn đó, làm thế nào để mình đạt được cái sự chính xác tốt nhất cho mình. Chứ không phải mắt mình thấy, tận mắt mình thấy, mình chứng kiến như thế, có nghĩa đó là chân lý. Mình có thể thấy được cái bóng dáng của chân lý, nhưng mà đích thực đọc được cái bản thông điệp của chân lý đó thì không đọc được bằng nhục nhãn, mà phải đọc được bằng huệ nhãn. Có nghĩa là phải nhìn bằng trí tuệ về tâm linh mới thấy được cái bản thể của tất cả các pháp phát sanh lên, thì chúng ta mới ứng xử với nó cho đúng đắn. Cho nên quý vị thấy một cái vị Phật thì người ta còn sống trên thế gian này, còn cái nhục thân này thì cũng phải nhìn bằng mắt thôi. Nhưng mà khi mắt thấy đó, thì nó đến tới cái chỗ là phân đoán đó, thì nó không còn bị những cái quả chi phối nữa. Mà người này là thấy cái bản thể của các pháp ấy, nhìn thấy rõ. Vì sao vậy? Vị này có thể biết cái nhân cái quả này á, từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Lần trước sư cô có kể cho quý vị nghe cái chuyện mà một cái người tỳ kheo xuất gia trong cái tăng đoàn mà quậy phá người ta, mà Đức Phật không nói một tiếng nào, bao nhiêu người lên trình bày cũng nói. Tại vì nói vào cái thời điểm nào mà đem cái lợi lạc đến cho tăng đoàn, đem sự tốt đẹp đến cho từng người trong cái tăng đoàn, thì một vị Phật mới nói. Còn cái người ở thế gian đó, nghe thấy cái chuyện đó xong á, thì giải quyết theo cái nghe cái thấy giới hạn của mình.
có thể khuyên nhủ người này, nói năng người kia, nhưng trong một cái giới hạn nào đó thôi. Còn vị Phật mà đã nói ra thì giải quyết dứt điểm. Cho nên quý vị thấy không, cuối cùng Đức Phật mới nói với Ngài A Nan đó, là coi như là không để cho cái vị này ở trong tăng đoàn nữa sau khi Thế Tôn tịch. Nhưng mà đó là nó trở thành cái giới luật của người tu. Nếu mà ai quậy phá quá thì chỉ có một cách duy nhất đó, là coi như không có người đó thôi. Để người ta tự suy nghĩ lại, giữ cái tâm mình bình an. Cho nên cái cấp độ giữa một cái người mà ta có thể nhìn thấy bằng tuệ giác với cái người nhìn thấy bằng cái nhục nhãn, cái gọi là huệ nhãn, cái nhục nhãn, hai cái khác nha. Thành ra cái nhục nhãn đó nó có thể còn dính trong cái tà kiến, nó còn nằm trong cái vô minh, và vì vậy đó nó sẽ đưa đến luân hồi. Do cái lúc mà chúng ta nhìn thấy xong, chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta xem xét nó và chúng ta phân đoán nó, cuối cùng chúng ta kết luận bằng một cái thái độ ứng xử như thế này đây. Và cái ứng xử này đây tức là tiếp tục tạo nghiệp nữa. Cho nên là những vị tu tập thì người ta vẫn tiếp nhận bằng mắt đấy, nhưng đến đây thì không có tạo nghiệp nữa. Đến đây là giải quyết bằng tâm duy tác. Vì chư Phật không có một cái nhìn nào mà không có thấy được cái bản thể của các pháp cả. Nên Đức Phật trông thấy là tại sao cái người này có mặt trong tăng đoàn, và tại sao nó quậy đến như vậy. Những cái cộng nghiệp nó với nhau mà, nó phải có ngạc, có mặt. Và cái quậy nó đó là làm xáo trộn hết tất cả, nhưng mà đó là xáo trộn cần thiết. Để đến khi nó không thể quậy nữa thì nó cũng là cần thiết. Thì mỗi người tự nhận ra. Cho nên thời điểm nào làm cái việc gì thì bậc trí tuệ nói chính xác. Còn chúng ta thì đoán nó như vậy, làm như vậy, đoán nó như vậy thì giải quyết nó như vậy. Cho nên có khi trúng, có khi không trúng. Có khi trúng tới mức độ này mà trúng mức độ sâu hơn nó không trúng. Có khi nó lệch qua một bên, có khi nó đảo ngược lại cũng chực. Đó là do cái trí tuệ khi mà chúng ta nắm bắt cái sự việc mà thuộc về nhân quả của chúng nó, thuộc về nhân quả, cái hoạt động nhân quả của nó, chúng ta hiểu chưa hết. Chúng ta thấy cái nhân trực tiếp, chúng ta không thấy cái nhân sâu xa. Và chúng ta đoán cái nhân sâu xa mà không thấy rõ nó. Còn không khi Đức Phật đó là thấy rõ cái nhân quá khứ, cái nghiệp quả giữa những cái chúng sinh này với chúng nhau, trong tiền kiếp nó đã sống với nhau như thế nào, nó đã cùng nhau tạo tác cái gì, và nó để lại trong tâm nó cái gì, và bây giờ nó xuất hiện nơi đây nó sẽ tái lập lại cái gì, và bây giờ đây cái phước báu từ vô lượng kiếp nó như thế này mà nó đó, là coi như là xuất hiện một cái cộng đồng với cộng nghiệp với nhau đó, mà có Thế Tôn chứng kiến thì cái phước đó cộng đồng này nó được hưởng cái gì. Còn tất cả những cái người khác không có cái khả năng đó. Hoặc là những bậc thánh hay những cái vị Phật mà không phải bậc chánh đẳng chánh giác thì cũng có thể giải quyết tốt được cái này, nhưng trong một cái chừng mực cho phép, chứ không phải tuyệt đối như bậc chánh đẳng chánh giác. Vì cái ngọn đèn của bậc chánh đẳng chánh giác thì khi mà soi lên á thì không có một cái góc tối nào cả. Từ trong 31 cõi không có chỗ nào còn tâm tối hết, nhìn rất rõ. Trong khi chúng ta chỉ nhìn trong cái giới hạn mà con mắt chúng ta có thể thấy, và cái sự hiểu biết ở trong tâm của mình á, mình cũng hiểu biết về mình có giới hạn mà thôi. Về mình cũng chưa có hiểu rồi. Thành ra chúng ta thấy cái hoạt động nó đi như vậy. Nếu như từ con mắt chúng ta thấy mà chúng ta không có thận trọng để chúng ta đi tới cái sự ứng xử này đó, thì coi chừng chúng ta sẽ đi trong luân hồi. Bây giờ chúng ta